Motif trả thù, lừa gạt có vẻ đã không mấy mới lạ với phim Hàn. Do đó, nếu không có một cốt truyện đủ logic, diễn viên có lối diễn xuất tốt và những pha hành động mãn nhãn thì các phim thể loại này rất dễ bị lu mờ trong kho phim của Netflix. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to a Movie. Với sự hút mạnh lên gần đây của Chó Săn Công Lý hay Bloodhounds trên nền tảng trực tuyến Netflix thì hãy cùng chúng mình tóm tắt những gì mới quan trọng trong bộ phim này nhé. Cảnh báo spoiler, video này sẽ chứa các nội dung quan trọng của phim này. Và để có một trải nghiệm trọn vẹn với Chó Săn Công Lý thì mình khuyên các bạn hãy tạm dừng video này lại và bắt đầu cày phim. Còn nếu các bạn lười thì đã có chúng mình ở đây để thay các bạn làm điều đó. Còn bây giờ thì bắt đầu video tóm tắt của chúng mình thôi nào. Let's go! Tập 1 của Bloodhounds khởi chiếu vào tháng 12 năm 2020, trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19. Bộ phim là sự phơi bày góc khuất phức tạp của hoạt động kinh doanh cho vay tư nhân ở Hàn Quốc, vốn bùng nổ trong thời kỳ hỗn loạn tài chính toàn cầu. Khi tình trạng mất việc gia tăng, thì trong thời gian phong tỏa, thì những kẻ cho vay nặng lãi đã cung cấp các khoản vay nhanh chóng mà không cần thế chấp, săn đón những người đang xa cơ lỡ vận. Mà nhân vật chính của chúng ta là Kim Gun Woo, một võ sĩ chuyên nghiệp cũng đã trở thành nạn nhân khi mẹ anh vì cứu quán cà phê cổ kính của mình khỏi nguy cơ bị phá sản, đã ký kết một khoản vay nặng lãi với Smile Capital, một doanh nghiệp dưới trướng của Kim Myung-gin. Kim Myung-gin, một tay cho vay nặng lãi cực kỳ quyền lực và khét tiếng trong thế giới ngầm. Quy tắc hoạt động của bọn chúng là gài bẫy như con nợ bằng cách tuyên bố sẽ trả hết các khoản vay của họ ngay lập tức và cộng thêm 5% lãi suất cho số tiền ít hơn so với những gì mà ngân hàng đưa ra, nhằm giúp cho chủ doanh nghiệp nhỏ chống chọi với suy thoái kinh tế do đại dịch. Nợ nần chồng chất khiến cho Gun Woo phải tham gia các cuộc thi đấm bốc chùi để kiếm tiền. Và cũng từ đây, anh tìm thấy người anh em tri kỷ của mình là Hong Woo Jin, một võ sĩ quyền anh lành nghề khác. Cùng với xuất phát điểm là cựu lính thủy đánh bộ, họ đã tìm thấy nhau trong sự đồng điệu về mọi mặt, từ đó hình thành nên tình bạn vào sinh ra tử, hợp sức giúp đỡ mẹ Gun Woo trả hết nợ. Thế nhưng, công cuộc trả nợ chưa bắt đầu, thì vào đêm đó, bọn người của Mi Yong-gin đã tới đòi mẹ của Gun Woo 40 triệu won tiền gốc cũng như 20% tiền lãi dựa vào các điều kiện được đề cập trong hợp đồng cho vay. Khi không nhận được tiền, thì xông vào phá cửa hàng, ném ghế qua cửa sổ và phá hủy khu vực tiếp khách. Sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của mẹ, thì Gun Woo đã vội đến quán cà phê và một mình đánh bại tất cả bọn đòi nợ. Tập phim kết thúc với phân cảnh Mi Yong-gin xuất hiện tại cửa hàng và cuộc chiến kết thúc do vết sẹo dài do hắn rạch ra trên khuôn mặt của Gun Woo. Tập 2 của Bloodhounds bắt đầu với cảnh Gun Woo bước ra khỏi cuộc phẫu thuật sau khi phải khâu 30 mũi cho vết sẹo dài trên mặt. Sau khi kiểm tra tổng quát, thì bác sĩ nói với anh rằng vết thương của anh ấy đang dần lành lại và thật may mắn là con dao không đâm vào dây thần kinh nào. Gun Woo có thể chọn phẫu thuật thẩm mỹ vết sẹo, thế nhưng sau khi biết rằng đó là một thủ thuật tốn kém, thì anh lại vội từ bỏ. Woo Jin lúc này đã đợi Gun Woo ở bên ngoài, giải thích với Gun Woo về mọi thứ đã được đề cập trong hợp đồng là một trò lừa bịp. Và mẹ anh ấy không biết về điều đó, và giờ anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả số nợ đó. Woo Jin đề nghị đưa Gun Woo đi ăn và sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ để trả nợ cho con Woo. Woo Jin đưa con Woo đến gặp người cho vay nặng lãi. Người này hỏi họ làm thế nào mà mắc phải một khoản nợ khổng lồ như vậy. Khi cậu biết câu trả lời là Smile Capital, tên cho vay nói với họ rằng Smile Capital là một công ty lớn và họ không đơn thuần là những tên du côn bình thường. Anh ta đề nghị đưa tiền cho họ, nhưng đổi lại, Gun Woo và Woo Jin đều phải đóng vai Bloodhounds, nghĩa là chó săn, chuyên đi đuổi theo những người vay tiền, khiến họ phải trả tiền. Tuy nhiên ngay lập tức, Gun Woo phản đối việc quấy rối những người đi vay nghèo và từ chối lời đề nghị. Điều đó khiến cho Woo Jin bị sốc trước lòng kiêu hãnh và lòng dũng cảm của Gun Woo, cậu ấy có trái tim của một võ sĩ thực thụ. Sau cùng thì Gun Woo đã tìm được công việc để trả được số nợ là đảm nhận vai vệ sĩ của cháu gái chủ tịch Choi, người được xem là kỳ phùng địch thủ với Kim Myung-gin. Ông Choi là một tỷ phú nhân hậu, là một nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực cho vay không lấy lãi, luôn dùng tiền của mình để giúp đỡ người nghèo, người khó khăn. Điều này đã gây ảnh hưởng tới Kim Myung-gin, khiến hắn luôn tìm cách thủ tiêu chủ tịch Choi. Sau 14 năm, chủ tịch Choi quay trở lại chiến trường và thu nhận Kim Gun Woo làm việc cho mình nhằm đối đầu và triệt hạ tên máu lạnh Kim Myung-gin. Kim Hyun-joo, cháu gái của ông và là người bạn của võ sĩ Hong Woo-jin cũng đã làm việc dưới trướng của chủ tịch Choi. Tuy nhiên, khởi đầu cho một công việc để trả nợ cho mẹ anh nhanh chóng biến thành một cuộc tìm kiếm công lý cá nhân, thì Gun Woo tìm cách trả thù những kẻ đã làm hại mẹ anh và hạ bệ bọn du côn Smile Capital. Nhiệm vụ đầu tiên họ nhận được là theo dõi một mục tiêu tên là Yang Jae-myung, một thành viên của tổ chức chuyên lừa đảo những người vô gia cư. Hyun-joo cho rằng người đàn ông này giả vờ là người vô gia cư và lấy đi chứng minh thư của những người vô gia cư thực sự. Vì vậy, đã yêu cầu Woo Jin và Gun Woo đi theo những người đàn ông này, sau đó ước tính số lượng thẻ ID mà họ thu thập được. Hai chàng trai theo dõi tên đàn ông này xuống tàu điện ngầm và phát hiện bọn chúng đang nói dối những người vô gia cư khi tự xưng là nhân viên chính phủ. Chúng yêu cầu chứng minh thư của những người vô gia cư này với lời hứa sẽ được chính phủ trợ cấp hàng tháng để đổi lại. Những người vô gia cư sẵn sàng đưa ID của họ cho những tên này cho đến khi một ông già hét vào mặt họ vì đã ăn cắp ID của ông ta. Tập phim kết thúc với cảnh Gun Woo chạy đến giúp đỡ người đàn ông vô gia cư khi bị những tên du côn đánh.
Tập phim tiếp theo bắt đầu với cảnh Woo-jin và con hù chiến đấu với bọn du côn để cứu ông lão vô gia cư. Điều này làm Hyung-ju cảm thấy khó chịu vì cô ấy đã yêu cầu họ không nên dính dáng gì vào phi vụ của bọn kia. Cô ấy giận dữ và đã yêu cầu họ gặp nhau tại nhà sách. Cũng tại nơi này đã khiến cho cách suy nghĩ của Hyung-ju khác đi về bọn cho vay nặng lãi khi nghe câu chuyện của Gwon-hu. Vết sẹo mà ông chủ Smile Capital để lại trên khuôn mặt của Gwon-hu là minh chứng cho việc nếu anh ấy không cứu ông già đó thì sẽ có điều gì đó tồi tệ hơn nhiều xảy ra với những người vô gia cư kia. Hyung-ju phát hiện ra Jae Myung đã vay 50 triệu won cho mỗi ID giả. Điều đó có nghĩa là họ đang kiếm được một khoản khi sử dụng những người vô gia cư. Cô ấy cho rằng những kẻ cho vay nặng lãi mà Jae Myung đã lừa sẽ không đến gặp cảnh sát vì hoạt động kinh doanh của họ là bất hợp pháp. Kế hoạch của bộ ba này giờ đây là giúp những người cho vay thu hồi lại tiền từ bọn Jae Myung và tính lãi suất 1-2% hoa hồng cho mỗi lần như vậy. Tuy nhiên, tên Jae Myung dường như đã biết mình bị theo dõi và kéo theo đồng bọn xuất hiện bên ngoài hầm trú ẩn của bộ ba. Dù đã rời ngay sau cuộc truy vết thất bại, nhưng Woo-jin chắc chắn rằng bọn chúng cũng sẽ quay lại sớm thôi. Đúng lúc này, chủ tịch Choi cũng đã xuất hiện tại nhà sách. Nhìn thấy vết sẹo, ông đã hỏi ngay tên của người làm điều này với Gwon-hu và nhận được câu trả lời là một gã đàn ông có vết sẹo bên má trái. Chủ tịch Choi bỗng chốc hoảng hốt như vừa nghe thấy một tin chấn động nào đó và lập tức yêu cầu bộ ba quay về nhà. Sau khi điều tra và biết được rằng Mi Yong-gin là người đứng sau Smile Capital thì ký ức xa xưa bỗng hiện về. Mi Yong-gin và Beom từng dưới trướng chủ tịch Choi và đã cố gắng bẻ khóa để trộm tiền của ông, thế nhưng ông đã phát hiện kịp thời. Họ giao chiến kịch liệt và chính cuộc chiến này là nguyên nhân đằng sau vết sẹo trên mặt của Mi Yong-gin và cả tai nạn xe lăn của ông. Nhận thấy thế lực đen tối của Mi Yong-gin đang dần bành trướng, ông Choi đã khuyên bảo Hyung-ju hãy ngừng vạch trần bọn Smile Capital vì bản thân ông đã già yếu và rệu rã, không còn đủ sức lẫn dũng khí để chiến đấu với bọn chúng. Ngày hôm sau thì bộ ba Hyung-ju, Gwon-hu và Woo-jin lại tiếp tục tìm kiếm và bắt giữ Jae Myung. Sự thay, họ không biết rằng Jae Myung đã bắt kịp kế hoạch đó khi bộ ba Hyung-ju đi theo Jae Myung đến ga tàu điện ngầm vì nghĩ rằng hắn sẽ lừa thêm được những người vô gia cư. Thì đồng bọn của hắn là Jang-do đã cử sẵn một đội quân côn đồ đến để tấn công họ. Tập phim kết thúc với cảnh chiến đấu đẫm máu giữa hai bên. Tập phim tiếp theo của Bloodhounds bắt đầu với cảnh ga tàu điện ngầm. Trong lúc Gwon-hu, Woo-jin, Hye-jeong chiến đấu kịch liệt, thì Jae Myung và đồng bọn của hắn đã đến nhà của Gwon-hu và bắt cóc mẹ của anh ấy. Thế nhưng thật may, đàn em của chủ tịch Choi là Jang Yong đã kịp thời xuất hiện để cứu người phụ nữ này và đánh bọn Jae Myung bất tỉnh. Ngay khi bộ ba vừa tới nhà thì ông Choi đã gọi cho họ xuống tầng hầm và hét vào mặt họ vì đã tham gia vào một việc vốn không phải là trò chơi của kẻ thắng người thua mà là một cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi một trong số họ chết. Chủ tịch Choi sau đó yêu cầu Hyung-ju đưa mẹ của Gwon-hu vào trại mồ côi để trú ẩn và cân nhắc hành động tiếp theo. Họ quyết định kết thúc chuyện này hoàn toàn bằng cách giết chết Mi Yong-gin. Và buổi sáng hôm sau thì Mi Yong-gin đã đến thăm Jae Myung tại bệnh viện và hắn nói với Mi Yong-gin rằng người đàn ông đánh bọn chúng có mái tóc ngắn, đôi mắt sách và dùng dao điều luyện. Sau khi rời đi thì hắn yêu cầu được họp mặt ngay lập tức. Theo như quá khứ huy hoàng của chủ tịch Choi ngày trước thì ông ta có dưới trướng 5 kẻ cầm dao không gớm tay. Những kẻ được biết đến là những tên côn đồ và giết người như những kẻ điên. Mi Yong-gin nói thêm rằng họ đã giết được 3 trong số 5 kẻ dùng dao, thế nhưng Jang Jung và Du Yeon là hai người còn sống sót. Anh ta kể lại cách họ dùng dao tàn bạo như thế nào và họ thường làm tê liệt mọi kẻ thù bằng cách cắt gân ngón chân. Lúc này, Jang Jung, chủ nhà hàng sashimi cũng là đàn em chủ lực của chủ tịch Choi, quyết định gặp một đồng nghiệp cũ, Du Yong. Cả hai đã thảo luận về cách họ có thể chấm dứt những rắc rối, trả lại mối thù năm xưa mà vẫn được bảo hộ tính mạng của chủ tịch. Trong buổi họp mặt đêm đó, thì chủ tịch Choi và cánh tay phải đắc lực của ông ấy là quản lý Oh đã nói chi tiết về đội quân của Mi Yong-gin cho Du Yong và Jang Jun. Jun Min là tên có nhiều hồ sơ tội phạm, cụ thể là gian lận thuế và cho vay. Jang Do thì từng là học viên cảnh sát được đào tạo nhưng bị đuổi việc do buộc tội tấn công tình dục. Du Yong nghĩ rằng họ nên hạ gục Jun Min trước vì họ có địa chỉ và biển số xe của anh ta. Jang Jun nói rằng anh ta sẽ phụ trách hạ thủ Mi Yong-gin, thế nhưng chủ tịch Choi đã nhanh chóng cảnh báo anh và người khổng lồ Biom luôn đi theo hắn. Họ đã thảo luận về việc di chuyển với số tiền mặt được giấu trong nhà sách. Vì thiếu nhân lực, thế nên Jang Jung đề xuất Gwon-hu và Woo-jin sẽ hỗ trợ làm việc đó. Jang Jung nói với chủ tịch Choi rằng Hyung-ju rất thông minh, còn Gwon-hu và Woo-jin không tầm thường khi cùng nhau hạ đo ván cả 30 tên du côn bằng tay không. Ngày hôm sau, Hyung-ju thức dậy để đến nhà sách cùng với Gwon-hu và Woo-jin để vận chuyển tiền. Khi Hyung-ju bắt đầu lấy tiền ra khỏi kệ, thì cô ấy nhận ra ai đó đang nhìn mình. Sau khi kiểm tra đoạn phim CCTV, thì cô ấy phát hiện ra Biom đã vào tầng hầm phía sau Woo-jin và Gwon-hu. Khi cô ấy chạy ra ngoài để cứu họ, thì Jang-do đã dùng gậy bóng chảy đánh vào đầu cô ấy và đưa cô ấy đi. Hyung-ju thức dậy và phát hiện ra đang bị Jang-do vác đi. Cô lập tức cắn hắn và chạy trốn. Lúc này, Gwon-hu và Woo-jin cố gắng đánh bại người khổng lồ, nhưng anh ta quá mạnh so với họ. Gwon-hu yêu cầu Woo-jin đấm và cúi xuống để giúp họ có lợi thế hơn Biom. Sau khi đấm anh ta không ngừng, thì họ cố gắng làm cho anh ta yếu đi. Và khi Biom cố gắng tấn công Woo-jin, thì Gwon-hu đã mất kiểm soát và đấm Biom cho đến khi anh ta bất tỉnh.
Khi bộ ba an toàn quay trở lại thư viện thì họ nhanh chóng rời đi sau khi chất hết số tiền và thỏi vàng lên xe. Tập phim khép lại với cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa ba chiếc xe của bọn du côn và chiếc xe của bộ ba nhân vật chính. Tập 5 của Bloodhounds mở ra với cảnh Hyeong-jo và Woo-jin cố gắng chạy trốn khỏi bộ lính Mi Yong-gin với những chiếc túi vải chứa đầy vàng và tiền mặt. Ở một diễn biến khác thì Yang Jung thông báo với chủ tịch Choi rằng Mi Yong-gin đã cho rất nhiều người vay tiền, bao gồm cả cảnh sát và vận động viên thể thao nổi tiếng. Chủ tịch Choi lo lắng rằng Mi Yong-gin đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình lớn hơn những gì mà ông mong đợi. Ông tự trách mình ngày trước không một rào kết liễu hắn, để bây giờ hắn sử dụng trái phiếu đánh cắp từ ông mà mở rộng kinh doanh phi pháp. Ông luôn cho rằng tất cả mọi người đều xứng đáng với cơ hội thứ hai. Đó là lý do tại sao ông tha mạng cho tên Mi Yong-gin. Ngay sau đó, Yang Jung nhận được cuộc gọi từ bọn trẻ, nói rằng trong lúc chạy trốn thì chúng đã làm mất tiền trong két sắt. Thế nhưng chủ tịch Choi lo lắng cho sự an toàn của họ hơn là tiền bạc. Yang Jung thông tin thêm với ông rằng một người đàn ông to lớn, Beom, đã bị thương nặng và bị bỏ lại ở dưới tầng hầm của một thư viện. Chủ tịch Choi chắc chắn rằng Mi Yong-gin sẽ sắp xếp một bác sĩ điều trị bệnh nhân bất hợp pháp vì Mi Yong-gin đang sao chép cách thức hoạt động của chủ tịch Choi trong quá khứ. Yang Jung đã gọi cho Duyon để theo dõi Beom và đi theo anh ta để tìm hiểu về bệnh viện đang điều trị trái phép cho bọn chúng. Tuy nhiên, tên Mi Yong-gin đã đi trước chủ tịch Choi hai bước và cho rằng bọn trẻ đã để Beom còn sống để theo dõi anh ta. Hắn ta yêu cầu Yang Do để mắt đến Duyon vì anh ta chắc chắn sẽ là người ra tay tấn công Beom. Mi Yong-gin tuyên bố rằng việc cứu Beom không quan trọng mà ưu tiên của họ là giết Duyon. Mi Yong-gin yêu cầu Yang Do cảnh giác với Yun-min vì anh ấy sẽ là người tiếp theo bị theo dõi, rất dễ bị thao túng. Vào một buổi sáng thì sau khi chạy bộ, Gunwoo đã có một cuộc nói chuyện riêng với chủ tịch Choi. Ông tiết lộ rằng bản thân đã xoay sở để có lại được 100 triệu won sau khi lấy lại tiền mặt từ nhà sách. Bây giờ họ huề nhau và Gunwoo bây giờ có thể được tự do đi xa để có thể mở một quán cà phê mới với mẹ. Tuy nhiên, Gunwoo vẫn cảm thấy mắc nợ chủ tịch Choi và muốn chiến đấu để bảo vệ công lý đến cùng. Các chàng trai và Hee Yong-ju cũng đã đến nhà hàng sashimi của Yang Jung để ăn trưa. Tại đây, họ thảo luận về kế hoạch hành động để tiêu diệt tên Mi Yong-gin. Yang Jung yêu cầu Woo-jin và Gunwoo sẽ tham gia cùng anh ấy để hạ gục Beom và những tên côn đồ còn lại. Anh ấy tin rằng Mi Yong-gin có lẽ đã nắm bắt được kế hoạch của họ và hành động nhanh chóng trước là điều khôn ngoan. Sáng hôm đó, Yun-min trên đường đến nơi làm việc bằng xe ô tô đã nhanh chóng bị hạ gục bởi Duyong. Dù bị các tên còn lại phát hiện ra và tấn công Duyong, thế nhưng Hyung-ju đã kịp thời ứng cứu và họ đã cùng nhau rời khỏi sau khi hạ gục lỗ khốn khiếp đó. Sau khi nhận được tin thì phía Yang Jung và hai chàng trai bắt đầu hành động. Họ bắt gặp Yang Do đang dùng thang máy đi lên nên đã phục kích và bắt cóc tên đó rời khỏi theo hướng cầu thang bộ. Sau này, khi Mi Yong-gin xem lại đoạn CCTV của bệnh viện và biết rằng Yang Do đã bị bắt, hắn yêu cầu tay sai khác của mình là ông Jung tra cứu biển số chiếc xe mà Gunwoo đang lái vì Yun-min hiện vẫn đang bất tỉnh. Bọn họ đã đưa Yang Do đến một bãi đất hoang và bắt đầu chuẩn bị tra tấn hắn. Gunwoo và Woo-jin mang một xô nước đầy muối và được yêu cầu ngồi xuống xem màn tra tấn cùng với Hyung-ju. Yang Jung và Duyong chuẩn bị máy chà chám trên da của Yang Do và nhỏ nước muối vào vết thương để làm cho vết thương trở nên nhức nhối hơn. Vì đã chứng kiến một việc quá tàn bạo, bộ ba liên tục cảm thấy khó chịu và chạy ra ngoài. Lúc này, chủ tịch Choi vừa đến nơi, ông có cuộc nói chuyện riêng với Gunwoo và hy vọng anh sẽ bảo vệ Hyung-ju và những người khác nếu ông ấy không còn nữa, và Gunwoo đã đồng ý. Chủ tịch Choi còn dạy cho anh cách để hạ gục một tổ chức, đó là nhắm vào việc phân tán và chia rẽ các thành viên của một tổ chức. Một nhà lãnh đạo không thể lấy được lòng tin của mọi người sẽ dẫn đến một tổ chức bị chia rẽ. Cũng vì lẽ đó, chủ tịch Choi cố gắng tẩy não Yang Do để chống lại Mi Yong-gin, tuyên bố rằng hắn không quan tâm đến người của mình và tất cả những gì hắn ta muốn là tiền bạc và quyền lực. Yang Do có thể phục vụ cho hắn vì tiền, thế nhưng Mi Yong-gin sẽ không quay đầu lại để cứu và sẽ thay thế anh ta trong tích tắc. Vì vậy, hãy vạch trần mọi tội ác của Mi Yong-gin để đổi lấy sự tự do cho mình. Chủ tịch Choi hứa sẽ gửi cho Yang Do đến một đất nước xa xôi để Mi Yong-gin không bao giờ có thể tìm thấy anh nữa. Yang Do cuối cùng cũng đã tiết lộ bí mật của Mi Yong-gin. Anh ta nói với chủ tịch Choi rằng Mi Yong-gin đã sử dụng hình ảnh của anh và Beom để giải quyết những vấn đề nhỏ giống như đe dọa một con nợ. Họ thường quay phim những con nợ vào lúc yếu ớt nhất, sử dụng cảnh quay để tống tiền và đe dọa. Và có 50 video như vậy được lưu trữ trong két sắt và có khóa sinh trắc vân tay trong phòng ngủ của Mi Yong-gin. Yang Do nói thêm rằng két sắt có tính năng thiêu hủy để những thứ bên trong có thể bị đốt cháy nếu ai đó cố gắng đột nhập. Ngoài ra, trưởng nhóm Jung cũng là người chuyên chăm sóc các thi thể và một đội có khoảng 30 người trở lên phụ trách xử lý các vụ án. Vì Mi Yong-gin đã từng vô tình giết một người đàn ông bằng tay không trong cơn say của hắn và đã kể chi tiết cách hắn dọn sạch hiện trường bằng một chiếc xe tải chở cá. Đổi lại tất cả những thông tin này, chủ tịch Choi hứa sẽ cho Yang Do đến bệnh viện và đưa anh ta bay ra khỏi Hàn Quốc dưới một ID giả. Trước khi rời đi thì chủ tịch Choi đã hỏi Mi Yong-gin đã cất vàng ở đâu. Yang Do nói rằng Beom là người duy nhất biết và tập phim kết thúc. Tập tiếp theo của Bloodhounds mở màn với cảnh Mi Yong-gin tra tấn Hyung Bi-bom.
một tribal có tiền, có quyền và ép buộc anh em họ của Min Bom, thanh tra Min Gang Yong, bằng mọi cách truy vết Du Yong. Phía cảnh sát chỉ có 5 giờ để tìm kiếm địa chỉ của Du Yong, hoặc video Min Bom khỏa thân sẽ bị rò rỉ trên các nền tảng mạng xã hội, đều sẽ trực tiếp hủy hoại danh tiếng của cả gia tộc Hong. Thanh tra Gang Yong đã tìm được địa chỉ của cửa hàng Du Yong. Min Yong Gin và bọn du côn đột kích vào cửa hàng và tìm địa chỉ nơi ở của Du Yong. Vào sáng sớm hôm sau, họ đến trước cửa nhà Du Yong và xông vào tấn công anh. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn, Du Yong cố gắng dũng cảm chống lại những tên côn đồ. Dù Min Yong Gin hứa sẽ tha cho vợ của anh ta nếu Du Yong chịu tiết lộ vị trí của Yang Yong, tuy nhiên, tất cả chỉ là lời nói dối của hắn khi cuối cùng hắn giết chết cả Du Yong và người vợ đang mang thai của anh. Không biết chuyện gì xảy ra với Du Yong khi những người còn lại trong nhóm vẫn đang dùng bữa tại nhà của chủ tịch Choi. Sau khi mẹ của Kon Hu đã được đảm bảo an toàn, Yang Yong quay trở lại nhà hàng sashimi nhưng không biết rằng Min Yong Gin đã đợi anh ở bên trong. Bị đột kích bất ngờ, đầu bếp sashimi vẫn cố gắng hết sức để chiến đấu với Min Yong Gin nhưng cuối cùng lại bị giết bằng chính con dao của mình. Bọn đàn em của Min Yong Gin bằng cách nào đó đã đến được nhà của chủ tịch Choi. Sau khi thấy trong nhà chỉ có Woo Jin và chủ tịch Choi ở bên trong nên bọn chúng đã xông vào và tấn công cả hai. Woo Jin dẫu có cố gắng hết sức để chống lại bọn chúng nhưng không thể chống lại được sức hội đồng nên đã bất tỉnh trong phòng khách. Trong khi đó thì chủ tịch Choi đã được đưa xuống tầng hầm nơi ông thấy khẩu súng của mình. Dù đã cố gắng nổ rất nhiều phát súng tự vệ nhưng cuối cùng ông vẫn phải ra đi. Khi Kon Hu và Hyung Joo trở về, họ đã bị sốc khi thấy ngôi nhà bị thiêu rụi. Hyung Joo chạy đi tìm chủ tịch Choi nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng ông ấy đã chết. Trong khi đó thì Kon Hu thấy Woo Jin và đưa anh ấy ra khỏi nhà đang cháy. Thật may mắn là tim của Woo Jin vẫn còn đập và họ đã vội vã đưa Woo Jin đến bệnh viện để các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho anh ấy. Tuy nhiên, các bác sĩ lo lắng rằng việc dịch bệnh hoành hành đã khiến cho số lượng máu lưu trữ trở nên ít ỏi và không thể đủ để cứu sống cho Woo Jin. Tập phim cũng dừng lại ở phân cảnh đầm đìa máu từ người anh ấy. Tập 7 của Bloodhounds mở ra với phân cảnh phẫu thuật của Woo Jin. Rất may là Kon Hu cùng nhóm máu với Woo Jin nên anh ấy đã cố gắng hiến rất nhiều máu của mình cho Woo Jin. Bên ngoài phòng phẫu thuật thì Hyung Joo lúc này đang khóc trong đau đớn vì sự ra đi của chủ tịch Choi. Sau đó cô ấy quyết định rời đi trong lặng lẽ. Dẫu cho có ý định đi tìm nhưng Kon Hu vẫn phải ở lại chờ tình hình của Woo Jin. Thật tốt vì anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó, bối cảnh của bộ phim đã được kéo dài. Sau tháng sau, sang tháng 6 năm 2021, khi Woo Jin và Kon Hu đang sống ở nông thôn với tài xế Oh, hai người họ đang luyện tập rất chăm chỉ để một lần nữa quyết chiến lại với Min Yong Gin. Thế nhưng ông Oh quyết định phản đối quyết định này. Khi ông ấy đến thăm bia mộ của chủ tịch Choi và tìm được bức thư của Hyung Joo, trong thư có viết cô ấy đã tự trách mình vì đã mang đến những rắc rối cho chủ tịch Choi. Hiện tại, cô ấy đang ở Rome, Italy và mãi mãi không bao giờ quay trở lại đất nước này vì ký ức buồn kia. Ông Âu đã đưa cho hai chàng trai 300 triệu won còn lại từ quỹ tiền mặt của chủ tịch Choi và gửi họ đến Seoul sống trong căn hộ cho thuê của cháu gái ông. Jomin, một cung thủ giấu mình từ những bức ảnh được trưng bày trong căn hộ của cô ấy. Kon Hu tin rằng việc tìm kiếm Jae Myung nên là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ, thế nhưng Woo Jin đã lập luận rằng họ nên có một số hỗ trợ dưới dạng đồng minh. Họ cân nhắc nói chuyện với ông Hong Min Bom, người thừa kế của tập đoàn EU và là nạn nhân lớn nhất của Min Yong Gin. Kon Hu và Woo Jin sau đó đã đến thăm Jae Myung. Sau vài cú đấm, Jae Myung cuối cùng cũng đã chịu khai tất cả thông tin về Min Yong Gin. Hắn nói rằng Min Yong Gin đang làm việc quá sức để kiếm tiền và khiến cho nhiều người trở thành kẻ tàn tật, vay tiền với tốc độ nhanh hơn. Jun Min thì vẫn còn sống sau pha cắt cổ, nhưng Min Yong Gin đã trở nên tuyệt vọng sau khi đã mất đi trợ thủ đắc lực của mình, đó chính là Yang Do. Hắn đã không còn tin tưởng người của mình nữa và có kế hoạch tiếp quản một sân golf ngoài việc cố gắng xây dựng sòng bạc riêng của mình trong khách sạn của ông Hong. Woo Jin đe dọa sẽ vạch mặt Jae Myung nếu anh ấy nói với bất kỳ ai về sự trở lại của họ, nhưng Jae Myung cảm thấy khá là mệt mỏi vì dù sao thì anh ấy cũng đã làm việc quá sức và bị trả lương quá thấp. Cuối cùng thì các chàng trai cũng đã tìm kiếm Hong Min Bom ở trên mạng và đã gửi cho anh ta một tin nhắn về việc họ biết ổ cứng chứa đoạn phim đó ở đâu và có thể giúp tiêu hủy video đó. Cùng lúc đó thì Min Bom được gọi đến một tòa nhà bỏ hoang để gặp Min Yong Gin và yêu cầu anh ta thuyết phục cha mình đồng ý ký hợp đồng cho khách sạn càng sớm càng tốt. Vì nếu không, hắn sẽ giết Min Bom và làm rò rỉ video khỏa thân khiến cho Min Bom càng trở nên tuyệt vọng hơn. Cuộc gặp mặt giữa Min Bom, Gang Yong, Kon Hu và Woo Jin diễn ra vào bữa sáng hôm sau. Kon Hu nói với Min Bom về kế hoạch hành động của hai người họ. Khi xâm nhập thành công vào điện thoại của Min Yong Gin, họ sẽ thử mở kết sắt từ điện thoại di động của hắn, nó sẽ tự động tiêu hủy ổ cứng cùng với những thứ bên trong. Với sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm Gang Yong là Han Gu và Tae Yong, là những sĩ quan đến từ đơn vị an ninh mạng, phi vụ sẽ diễn ra theo cách như sau. Phòng họp sẽ được lắp thiết bị gây nhiễu sóng và tạm thời chặn mạng Wi-Fi. Điều đó sẽ khiến cho Min Yong Gin phải kết nối với thiết bị máy phát của họ. Từ đó họ có thể thâm nhập vào điện thoại của hắn. Min Bom đã lo lắng rằng kế hoạch này quá là rủi ro, thế nhưng Gang Yong tuyên bố rằng đây là tất cả những gì họ có thể làm. Cả nhóm đã sẵn sàng và chuẩn bị cho phòng họp có camera để đàm phán hợp đồng giữa Min Bom và Min Yong Gin.
Mi Jong-win quét mã QR bằng điện thoại của hắn để cho phép Tae-yong truy cập vào điện thoại di động của hắn ta. Nhưng họ nhanh chóng biết rằng Mi Jong-in đã sử dụng một chiếc điện thoại dự phòng để làm như vậy. Min Bom đã cố gắng đi vào phòng họp với phong thái tự tin nhất có thể trước mặt Mi Jong-in. Anh ta nói với hắn rằng ở đây có camera khắp mọi nơi và yêu cầu hắn xóa video trước khi ký hợp đồng. Mi Jong-in cảm thấy bối rối và tự hỏi làm thế nào để Min Bom có nhiều can đảm như vậy. Thế nhưng hắn đồng ý cho Min Bom tự xóa video trong điện thoại. Lúc này Min Bom kết nối với Wi-Fi, cho phép Tae-yong truy cập vào ứng dụng bảo mật. Cô ấy cố gắng mở khóa ứng dụng bảo mật khiến cho nó bật chế độ tự hủy. Sau khi thành công thì Min Bom đã đề nghị giúp đỡ các chàng trai để đáp lại công lao của họ. Min Bom tin rằng anh ấy có thể điều trị vết sẹo trên mặt của Gan Woo cũng như tình trạng gan xấu của Woo Jin. Thế nhưng Gan Woo nói rằng anh ấy muốn vết sẹo ở đó như là một lời nhắc nhở về lòng tốt của chủ tịch Choi và những việc làm xấu xa của Mi Jong-in. Trên đường trở về thì các chàng trai kết luận rằng Mi Jong-in đang giữ một đống vàng thỏi của chủ tịch Choi và quyết định rằng họ sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Tập phim kết thúc với cảnh Mi Jong-in về nhà và phát hiện chiếc két đã bị cháy. Hắn ta gọi cho ai đó trong cục cảnh sát và hứa hẹn với số tiền thưởng nếu tìm ra vị trí một người. Tập cuối của Bloodhounds bắt đầu với cảnh sĩ quan Kim Jae-min xâm nhập vào điện thoại di động của chủ tịch Choi để tìm người mà Mi Jong-in yêu cầu. Lúc này thì Gang Yong vào đồn cảnh sát tâm sự với Jae-min về một kẻ cho vay nặng lãi liên tục quay video tống tiền các nạn nhân đã bị anh ta xử lý như thế nào. Viên cảnh sát tiếp tục nói với Jae-min rằng anh ta có một số dữ liệu và danh sách các nạn nhân của hắn. Jae-min ngay lập tức gọi cho Mi Jong-in và nói cho hắn ta về danh sách. Mi Jong-in đề nghị trả hậu ĩnh cho anh ta nếu có tra ra được vị trí của tài xế Oh. Sau khi có được địa chỉ, người của Mi Jong-in đã tìm đến vùng nông thôn và bắt cóc tài xế Oh. Ở một bối cảnh khác, các chàng trai dưới sự giúp đỡ của Jae Myung đã có thêm thông tin về Im Bom và thảo luận về những gì mà họ có thể làm để gài bẫy anh ta. Ngay sau đó thì họ nhận được cuộc gọi từ Im Bom cùng bức ảnh ông Oh bất tỉnh và họ yêu cầu đến một trung tâm mua sắm bỏ hoang để tìm người. Sau khi gọi đàn anh thân thiết là Moon Kwang-moo đến chi viện, Woo Jin và Kwon Woo tiến vào khu trung tâm mua sắm từ lối vào trước, còn Damin và tiền bối Moon sẽ yểm trợ từ trên cao. Qua thời gian, dưới sự rèn luyện cường độ cao, thì Woo Jin và Kwon Woo nhanh chóng hạ gục tất cả các tên xã hội đen mà không cần sử dụng một vũ khí nào với sự góp công của cô nàng Damin. Tên cầm đầu tức giận cố gắng tấn công Damin nhưng đã bị anh Moon đánh bại. Bây ông tức giận và cố gắng tấn công Kwon Woo nhưng đã bị hạ gục bởi một cú đấm của Kwon Woo. Cuộc chiến đã đến hồi kết với việc Woo Jin đã hạ gục ông Jung và Kwon Woo đã hạ gục Beom. Bốn người bọn họ trói Beom và tên Jung kia lại. Sau khi khai thác thành công vị trí giấu tài xế Oh và số vàng thỏi, họ đã chia ra thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên tìm bối Moon sẽ mang tên Beom tìm lại số vàng và kết quỹ của chủ tịch Choi đã bị chôn giấu. Nhóm thứ hai, các chàng trai và Damin đưa tên Jung vào cốp xe của họ để đi giải cứu tài xế Oh. Họ gọi cho Gang Yong và nói với anh ấy về vụ việc tài xế Oh bị bắt cóc bởi bọn người của Mi Jong-in. Lúc này thì Gang Yong gọi cho Jae-min và cần anh ta hợp tác để giúp bắt Mi Jong-in. Jae-min nhìn lén qua cánh cửa thấy Han-gu và Tae-yong ở trong đội của Gang Yong và tin chắc rằng họ đã tham gia vào phi vụ lần trước nên đã gọi điện bẩm báo tất cả cho Mi Jong-in. Sáng hôm sau thì cà phê của Gang Yong đã bị nhiễm độc, trong khi Tae-yong đã bị xe tải đâm và Han-gu thì lại bị đâm khi đang tắm. Mi Jong-in gửi một đoạn video khác cho Min Bom khiến anh ta bị sốc. Ở một diễn biến khác thì tên Mi Jong-in gọi cho các chàng trai và yêu cầu các chàng trai 9 giờ tối đến gặp hắn tại trại cá mà không có sự tham gia của cảnh sát. Nếu không thì hắn sẽ kết liễu ông Oh như cái cách mà hắn làm với Gang Yong và bạn bè của anh ta. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Kwon Woo cố gọi cho Gang Yong nhưng không liên lạc được, có vẻ như họ đã thực sự gặp nguy hiểm. Kwon Woo cho rằng việc mình tự khai chiến với Mi Jong mang tính mạo hiểm rất lớn, thế nhưng Woo Jin đã trấn an anh rằng cả hai người họ bây giờ đã đều mạnh hơn trước rất nhiều, họ có thể làm được một lần để trả hết mọi mối thù cho những người bị tên khốn Mi Jong-in hại. Đêm đó thì các chàng trai thả Damin cách xa trang trại để giữ an toàn cho cô. Với sức mạnh chiến đấu tăng cao cùng ý chí quyết tâm trả thù, họ nhanh chóng hạ gục toàn bộ đám lính và tiến về phía Mi Jong-in. Nhìn thấy tình hình nguy cấp, hắn lập tức đe dọa kề dao vào cổ ông Oh. Nhưng lúc này Damin đã từ đầu xuất hiện và bắn một mũi tên vào cánh tay của hắn và thành công cho việc giải cứu ông Oh. Mi Jong-in sau đó đã được Jung-min lén đưa trốn thoát trong gang tấc khi nhận thấy rằng tình hình không thể đấu lại với bộ ba Damin, Kwon Woo và Woo Jin. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến trại cá. Ở đó, họ tìm thấy điện thoại di động của nhiều người đã chết và có thể xác định được vụ giết người để là do tên Mi Jong-in làm. Sau khi thành công giải cứu ông Oh, cảnh sát bắt giữ tất cả bọn côn đồ, trong đó có cả Jae-min vì tội giết người, hối lộ cùng các tội danh khác. Sau cuộc chiến, thì Kwon Woo và Woo Jin chắc chắn rằng Mi Jong-in sẽ dùng cách của mình để đưa những thỏi vàng về Việt Nam. Dưới sự giúp đỡ của Jae Myung, Min Bom và Jang Do, hai chàng trai đã cùng lên tàu với Mi Jong-in. Beom và Jung-min đã rời khỏi đất nước. Kwon Woo và Woo Jin tự trang bị súng điện và đeo găng tay đấm bốc để quyết chiến với đám người của Mi Jong-in. Woo Jin đã hạ gục Jung-min trước bằng súng điện, nhưng Beom đã nhìn thấy anh và lao vào giao chiến. Trong khi đó thì Kwon Woo một chọi một với Mi Jong-in và tất nhiên công lý sẽ luôn giành chiến thắng cái ác. Cả hai người họ đều hạ đo ván những tên xấu xa đó.
Sau tất cả, các chàng trai cũng đã tìm lại được những thỏi vàng cùng với những số tiền bị mất năm xưa của chủ tịch Choi. Min Bom sau khi nhận được tin tốt từ bộ đôi Gun-ho và Woo-jin liền thông báo cho Gang Yong và được phía cảnh sát cho biết rằng Interpol đã đợi sẵn ở Việt Nam để bắt giữ các tên tội phạm Mi Yong-gin, Yun-min và Beom. Số vàng trị giá 84 tỷ won đã kiếm lại được này sẽ dùng để dành lập quỹ phúc lợi và xây dựng một bệnh viện cho những người nghèo. Gun-ho đã yêu cầu Min Bom thêm tên của chủ tịch Choi với tư cách là chủ sở hữu của bệnh viện như một cách để tưởng nhớ về ông. Bộ phim kết thúc khi Gun-ho và Woo-jin đến trại mồ côi để gặp lại mẹ của mình. Có lẽ sau tất cả mọi gian truân ngoài kia, nơi bình yên nhất vẫn là nhà. Về nhà với gia đình, với những người thân yêu của chúng ta chính là điều thiêng liêng nhất mà bộ phim muốn gửi gắm đến người xem. Bloodhounds hay có tên tiếng Việt là Chó săn công lý không chỉ đơn giản là một bộ phim đánh đấm hữu dũng vô mưu mà còn có những câu chuyện và nhân vật phức tạp, giàu tình anh em, những cuộc chiến đẫm máu, có tiền bạc, quyền lực và trên hết là có tình cảm gia đình. Các trận đấu, dù là đấm bốc trên sàn đấu hay là đánh nhau ở trên sân thượng trong nhà bếp cũng được thực hiện chỉnh chu. Bộ phim có điểm tương đồng với My Name, các cảnh võ thuật hay hành động đánh nhau trong các bộ phim Hàn Quốc rất thực tế, có lực và khiến cho khán giả phải né tránh vì đôi khi cũng quá là tàn bạo. Với dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng như Hoàng Lee Sang-hee, Park Chung-won và Choi Si-won, xuyên suốt 8 tập phim thì người xem đã xem một trò chơi mèo vờn chuột hấp dẫn giữa cái thiện và cái ác. Bối cảnh mờ ám, những cảnh đấm bốc căng thẳng và sự miêu tả chân thực về cảnh đổ máu, tất cả đều có phần tạo nên một câu chuyện và kịch bản đầy hấp dẫn, chắc chắn sẽ khiến bạn hoàn toàn hài lòng. Và với lần nhận xét như vậy thì video tóm tắt của chúng mình chính thức dừng lại tại đây. Nếu như các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên cho mình một like và subscribe cho kênh Way to a Movie để đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cuối video. Còn bây giờ thì Way to Weird out.